Chào anh em, hôm nay mình xin hướng dẫn cái cách chép remote vào trong cái hệ thống Smart Key ha. Hiện giờ đối với xe này thì người ta đã làm mất hết toàn bộ về mã ID cũng như là remote. Thì chép remote vào trong hệ thống Smart Key thì nó có hai cách chép, một là mình chép từ chìa qua chìa. Nếu chúng ta có cái remote cũ nó sẽ chép nhanh hơn. Còn trường hợp nếu chúng ta không có remote cũ thì bắt buộc ta phải đi tìm được cái mã ID nó được lưu trong Excel. Đấy, thì cái này mình đã tiến hành dùng thiết bị, mình lấy mã ra và mình dán lên đây rồi cho anh em dễ quan sát. Đấy, cái đó là cái bước thứ nhất, bắt buộc phải có mã ID nếu chúng ta không có chìa cũ. Bước thứ hai, ta xác định cái vị trí các cái dắt kết nối khi mà chép chìa. Thì đối với cái hệ thống dây này thì nó sẽ cho ta 4 cái cầu chì. Thì cầu chì trên cùng là sẽ là cầu chì khẩn cấp là để nhập mã ID. Cầu chì thứ hai là cầu chì đăng ký remote, nó sử dụng cầu chì này để kết nối ha. Và ở đây nó sẽ cho mình một cái cầu chì dự phòng ở đây sẵn để mình kết nối vào đây khi mà chúng ta muốn chép chìa. Còn trên các cái xe thực tế thì lúc này cái hệ thống dây nó sẽ có một cái dây màu đỏ, cái dắt màu đỏ như này, chúng ta sẽ rút cái dắt ra và dùng một cái dây kết nối từ đầu đỏ này vào trong USB là chúng ta sẽ thực hiện chức năng chép chìa. Đấy, thì nó có hai cái loại như vậy, cái loại này là loại zin của nhà sản xuất, nó thường nằm gần USB ha. Còn đối với cái loại mà chúng ta lắp lên như thế này thì nó sẽ đưa vào cái dắt cầu chì. Thì cái việc đầu tiên chúng ta cần đó là chuẩn bị một cái remote mới nha, remote trắng. Thì trong quá trình mà chép chìa thì có thể ta on remote khi mà chúng ta dặn núm khóa lên, nhưng mà để thao tác cho nó đỡ rối chúng tôi sẽ on remote trước, chuyển remote từ đỏ qua xanh ha. Cái đèn nó qua màu xanh là nó đang on đó, thì chúng ta để tạm thời remote ở đây ở gần cái khu vực ổ khóa. Tiếp theo chúng ta sẽ ghim cái dắt vào vị trí đăng ký remote, ghim vào ha, ghim vào. Sau đó ta tiến hành là nhập cái khẩn cấp bằng mã số ID chúng ta đã tìm được, mình đánh thức một cái nha. Lúc này đèn Smart Key sẽ sáng lên và chúng ta sẽ nhập số đầu tiên là số 0, số thứ hai là số 1, mình ấn một cái. Sau khi ấn xong chờ đèn nháy ha, để lấy số 1. Số tiếp theo là số 4, 1, 2, 3, 4. Chờ đèn nháy để lấy số 4. Đấy, tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta thực hiện tương tự cho các số còn lại ha. Tiếp theo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó thì hệ thống mã ID của Honda là nó 9 số nha. 9 số ta nhập đủ ha. 1. Tiếp tục 1, 2, 3, 4. Sai một số thì chúng ta phải làm lại từ đầu nha anh. 1, 2, 3, 4. Số tiếp theo, số 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì tới thời điểm số cuối cùng rồi, có thể ta on remote. Nhưng hồi nãy remote mình đã on sẵn rồi mà. Đấy, mình nghe tiếng cốc, tức là solenoid đã nhảy vào, mình dặn khóa lên nè. Thì lúc này cái remote mình sẽ nháy 4 cái ha. Remote nháy 4 cái chứng tỏ là nó đã nhận được cái ISO và kết nối được với thành công với cái hệ thống khóa chúng ta. Bây giờ nó sẽ tắt khóa, rút cầu chì ra và kiểm tra lại remote nha. Kiểm tra lại remote. Còn khi chúng ta nhập xong mà chúng ta không thấy cái đèn trên remote nó nháy 4 nháy á, thì chưa kết nối được remote nha các anh. Rồi chúng ta phải kiểm tra lại cái thao tác. Bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác tìm xe này. Đấy, tìm xe được ha. Thao tác mở khóa nè, on remote lên màu xanh nè, đánh thức nè, mở được khóa nha, mở được khóa. Đấy, ok ha. Đấy, off remote nè. Off remote thì lúc này nó sẽ không mở được khóa nha, không mở được khóa. Tìm xe vẫn được nha, yeah. Tìm xe vẫn được. Rồi, như vậy là ok ha. Chúng ta đã thực hiện thành công quy trình chép remote trên xe. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.